bạch thế tôn nếu đại bồ tát vì sự tận của trí nhất thiết mà học là học trí nhất thiết trí chăng vì sự tận của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng mà học là học trí nhất thiết trí chăng nếu đại bồ tát vì sự ly của trí nhất thiết mà học là học trí nhất thiết trí chăng vì sự ly của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng mà học là học trí nhất thiết trí chăng nếu đại bồ tát vì sự diệt của trí nhất thiết mà học là học trí nhất thiết trí chăng vì sự diệt của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng mà học là học trí nhất thiết trí chăng nếu đại bồ tát vì sự vô sanh của trí nhất thiết mà học là học trí nhất thiết trí chăng vì sự vô sanh của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng mà học là học trí nhất thiết trí chăng nếu đại bồ tát vì sự vô diệt của trí nhất thiết mà học là học trí nhất thiết trí chăng vì sự vô diệt của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà học là học trí nhất thiết trí chăng, nếu đại bồ tát vì bản lai tịch tịnh của trí nhất thiết mà học là học trí nhất thiết trí chăng, vì bản lai tịch tịnh của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng mà học là học trí nhất thiết trí chăng, nếu đại bồ tát vì tự tánh niết bàn của trí nhất thiết mà học là học trí nhất thiết trí chăng vì tự tánh niết bàn của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng mà học là học trí nhất thiết trí chăng, bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát vì sự tận của tất cả pháp môn đà la ni mà học là học trí nhất thiết trí chăng vì sự tận của tất cả pháp môn tam ma địa mà học là học trí nhất thiết trí chăng, nếu đại Bồ Tát vì sự ly của tất cả pháp môn đà la ni mà học là học trí nhất thiết trí chăng vì sự ly của tất cả pháp môn Tam ma địa mà học là học trí nhất thiết trí chăng, nếu đại bồ tát vì sự diệt của tất cả pháp môn Đà la ni mà học là học trí nhất thiết trí chăng, vì sự diệt của tất cả pháp môn Tam ma địa mà học là học trí nhất thiết trí chăng, nếu đại bồ tát vì sự vô sanh của tất cả pháp môn Đà la ni mà học là học trí nhất thiết trí chăng, vì sự vô sanh của tất cả pháp môn Tam ma địa mà học là học trí nhất thiết trí chăng. Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của tất cả pháp môn Đà La Ni mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của tất cả pháp môn Tam Ma Địa mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của tất cả pháp môn Đà La Ni mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của tất cả pháp môn Đà La -ni ni mà học là học trí nhất thiết trí chăng vì tự tánh niết bàn của tất cả pháp môn tam ma địa mà học là học trí nhất thiết trí chăng